Chào mừng các bạn quay trở lại với Action, chương trình giới thiệu những bộ phim hành động đặc sắc trên kênh SCTV16 Fox Action Movies, kênh phim truyện giới thiệu 100% các bộ phim hành động bom tấn của Hollywood. Trong tuần này, ngoài một bộ phim điệp viên hấp dẫn, chúng tôi còn mang đến cho các bạn một chùm 3 bộ phim trong chủ đề Frame, kể về những âm mưu mờ ám, những cuộc gài bẫy tinh vi và cách những kẻ tình nghi đào thoát và quay trở lại để chứng minh họ vô tội như thế nào. The Tailor of Panama, người thợ may ở Panama, là bộ phim hình sự tình báo dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng John Le Carré. Một tay điệp viên người Anh bị cấm quay trở lại Panama do bị phát hiện ra díu tình cảm với vợ của viên đại sứ tại đây. Nhưng nhờ cách nào đó, anh ta vẫn quay trở lại đây nhờ mối quan hệ đặc biệt với một tay thợ may có quá khứ bất hảo, những thành phần chấp bu cho bộ máy chính quyền và một băng đảng gangster giúp anh ta có những thông tin mật vô cùng quan trọng. Tài tử Pierce Brosnan đã có một vai diễn hoàn toàn lột xác so với loạt phim James Bond mà anh ta đóng trước đó. Đây là bộ phim mà Pierce Brosnan thú nhận rằng anh có một cảnh hoàn toàn nút chiếc ống kính máy quay trong một cảnh tình cảm. Và đặc biệt hơn nữa, Daniel Radcliffe có một vai diễn đầu tay trong bộ phim này trước khi cậu bé tỏa sáng toàn cầu với loạt phim Harry Potter. Andrew Osna, chào mừng đến với Panama. Cảm ơn ngài đại sứ. Không phải là Osna đã cuốn gói khỏi Madrid sao? Vợ ngài bộ trưởng phải không? Với một đặc vụ đi tìm cơ hội cuối cùng. Panama là vùng đất của cơ hội. Những chàng trai ở nhà quan tâm đến việc cổng giao thương lớn nhất thế giới không bị rơi vào tay kẻ xấu. Giờ nó ở trong tay kẻ xấu rồi đấy. Nhưng đây là điều mà một điệp viên giỏi thực sự cần. Tôi đang mở một mạng lưới nhỏ để mắt đến kênh đào. Điều đó thì liên quan gì đến tôi, ngài Osna? Tôi chỉ là một thợ may, là một điệp viên của riêng mình. Anh ấy có những mối liên hệ tuyệt vời và không bận công tác. Gã Andrew Osna đó là ai? Anh ấy đang tìm kiếm thông tin. Đó là một trò chơi mà. Vui vẻ chút đi. Hôm nay cha gặp tổng thống à? Đúng thế, con trai. Anh muốn biết gì đó về kênh đào hả? Giữa anh và chồng tôi có chuyện gì đó, tôi biết. Và anh ấy không nói gì cho cô cả. Chào mừng tới với Panama, một Casablanca không có những anh hùng. Giờ anh ấy đã có tất cả những thông tin anh ấy có thể dùng. Vợ anh có mang những giấy tờ về kênh đào không? Đừng lôi cô ấy vào chuyện này. Thật sao? Dù cho chúng không phải là sự thật, anh ta đang bán nó, Andy. Kênh đào ấy, mở được rồi. Chúng ta đã để mắt tới những kẻ trở mặt thuộc cấp chính phủ ở Panama này. Có khi ông sẽ khỏe hơn nếu cứ bám lấy việc mày vá đấy. Tôi phải nói với ngài đại sứ. Đội phản ứng nhanh của tôi đã sẵn sàng. Ông phải ngăn đó lại. Tất cả là cho tôi dựng lên. Một bộ bắt chước kinh điển đấy. Khi anh bước xuống con đường đó, chuyện sẽ kết thúc. Anh lôi Harry vào chuyện gì vậy? Mùa xuân này, sự cân bằng sức mạnh. Chúng ta phải ngừng tất cả chuyện này lại. Sắp sửa phải xảy ra. Quá muộn rồi. Người thợ may ở Panama. Trong tuần này, SCTV16 Fox Action Movies sẽ mang đến cho các bạn một chùm 3 bộ phim trong chủ đề Frame được trình chiếu liên tục vào buổi tối ngày 21 tháng 8. Cả 3 đều nói về những âm mưu mờ ám, những cuộc gài bẫy tinh vi và những kẻ bị tình nghi phải đào tẩu và quay trở lại để chứng minh sự vô tội của mình. Ngoài hai bộ phim bị trình chiếu trên SCTV16 trước đây là The Sentinel, lính canh và The Negotiator, người thương thuyết, còn có bộ phim lần đầu tiên được trình chiếu là Survivor, kẻ sống sót. Kay Abbott, một nữ nhân viên cao cấp của Bộ Ngoại giao London, nỗ lực để ngăn chặn một âm mưu tấn công vào New York, nhưng cô buộc phải chạy trốn do bị tình nghi là kẻ khủng bố. Thủ vai Kay Abbott trong bộ phim này là Mila Sovovich, một nữ diễn viên siêu mẫu nổi tiếng người Ukraine, người đã từng nổi tiếng với loạt phim truyền thể từ game Resident Evil, vùng đất quỷ dữ. 3 vụ án, 3 nghi can, anh đang bị điều tra về tội phản quốc. Họ có thực sự có tội? Sao tôi lại giết tổng thống chứ? Anh chỉ sai về tôi rồi. Ngày 21 tháng 8, hãy tham gia cùng chúng tôi trong trò chơi mèo đuổi chuột và cùng nhau phá những vụ án này. Kẻ phản bội vẫn nhẫn nhơ ngoài đó ra. Ai biết tôi không hề làm những chuyện này. Chạy, trốn và chống trả. Hôm nay tôi không vào tù đâu. Tóm được kẻ phạm tội thật sự. Nếu không, bạn sẽ là kẻ phạm tội. Ngày 7, lên sóng ngày 21 tháng 8. Cùng trở ngợp với SCTV16 Fox Action Movies. London, Anh Quốc. Giúp với, có người bị thương. Đại sứ quán Mỹ tại London, nghe được gì Sally? Phản ứng đầu tiên ghi nhận đó là một quả bom. Bao nhiêu nạn nhân? 4 người của anh nằm khách vãng lai. Đã có nhận trách nhiệm chưa? Chúng tôi tìm thấy thứ này. Anh nghĩ cô ấy chết chưa? Chúng tôi không tìm thấy cô ấy.
Quả bom có dấu vết của Crum, chúng ta đã không thấy nó kể từ vụ ở Paris. Kẻ làm đồng hồ. Abbott vẫn còn sống. Tôi hiểu. Tôi không có sự lựa chọn. Tổng thống yêu cầu có câu trả lời. Họ nghĩ cô cố giết ông ấy. Gì cơ? Sam, anh biết tôi không làm chuyện này mà. Abbott, dừng lại. Cô ấy là một tài sản giá trị. Thế sao cô ta vẫn trốn chạy? Cô ấy là phòng tuyến tốt nhất của quốc gia. Tôi cần phải vào đại sứ quán. Người đó giờ đây lính.